Rồi, chào bà con nha. Hôm nay chị cho con cái cốt nè, hay gọi là cái trục nè, trục thiểu nè. Ở đây có cua tai GT các loại nè, cái cốt hay gọi là trục thiểu đó, cua tai GT nè, GT 125-140 đầy đủ bà con, 125-140-155-165 đầy đủ. Đây cốt ở đây có của cua tai GT nha, đầy đủ mặt hàng nha. Thấy cho con coi nha, Kubota luôn rồi con. Kubota Vigino rồi quê đầy đủ nha, cũng tuần đầy đủ nha. Con có nào có bán đó nha. Đây cũng tốt đó thôi. Chắc là anh chọn con dễ nhà con. Đây tốt nha. Kubota rồi quê là tê luôn nè. Đầy đủ nè. Có hai loại, loại búa lờ, búa gờ, loại búa dục, búa nhiều liệt nha mọi con. Đây là loại rồi rồi dưới đây mày xài được hết, cái kẻ giống nhau hết. Kubota 125-155-145 mày xài được hết. Vigino GV có luôn, cốt bạc dê mặt cạn sao đầy đủ.